Hello, xin chào Quạt D, mình là các bạn đến từ Dừa Hâu. Và cho ai mới đến kênh này đầu tiên, kênh của mình thì chuyên làm về hướng dẫn edit video, hình ảnh. Sâu hơn nữa thì có thể gọi là về epic. Tiện thể cũng muốn thông báo với các bạn là cuối năm vừa rồi mình bị mất tiêu Facebook rồi, cho nên là các bạn có thể add friend với cái Facebook mới của mình tại đây nhé. Rồi thôi, không có vòng vo nữa. Thì cái hướng hôm nay mà mình muốn chỉ cho các bạn làm á, là làm sao để có thể tracking được cái hình vào trong cái màn hình điện thoại như thế này nè. Nhiều bạn á thì hay làm quảng cáo mấy cái game 10 triệu điểm xuất. Ngoài cái kiểu đấy ra thì nó còn làm được nhiều việc khác nữa. Một số bạn sẽ hỏi là tại sao mình không có bỏ thẳng cái hình vô trong cái điện thoại xong đó mình. Thì tại vì á, các bạn mà dùng cái điện thoại này rồi các bạn mở cái hình lên bỏ ngoài trời thôi, ở những cái nơi mà có đèn thôi, là chắc chắn nó sẽ không thể nào mà hiện ra được rõ cho các bạn coi. Cứ thử đây là biết liền. Cho nên là mình phải cần dùng tới cái cách để chúng ta track thẳng vào trong đây. Hình muốn sáng, muốn to, muốn nhỏ, muốn nét bao nhiêu thì mình có thể tùy chỉnh được. Ôi mà hình mình có gì lạ lắm nè. À, có hình của người yêu. Còn các bạn thì để chuẩn bị cho một cái footage mà nó dễ track, dễ hậu kỳ á, thì các bạn cứ đưa như vậy thôi nha. Và hạn chế mà kiểu lắc quá nhiều như vậy. Thứ hai là hạn chế đảo lật nào. Đưa điện thoại vô nhanh quá thì nó sẽ xuất hiện motion blur, khi mà track là hơi thấy bà luôn đó. Đơn giản á, các bạn chỉ cần đưa nhẹ nhàng như vậy nè, rồi vô trong cái phần mềm mà thấy đoạn nào cần nhanh thì chúng ta chỉnh lại cái tốc độ cái đó riêng, nó khỏe hơn. Có thể set cái tốc độ màn trập của cái máy ảnh, cái máy quay á, cho nó cao lên chút. Tức là thường mình quay 30fps là 1/60 đúng không, thì mình tăng lên là 1/ cũng đúng, cũng không đúng, là 1/80, 90, 100 gì đó, tăng lên xíu để cho nó giảm bớt cái motion blur là ok. À, còn cái nữa đó là lấy mấy cái phông xanh này đâu ra. Thì các bạn lên trên cái App Store hay là lên Google Play á, tại cái app là Tracking Marker về, thì nó có đầy đủ mọi thứ trong đây. Phông xanh không cũng có được, mà xài cái điểm track cũng được luôn, không có tính tiền. Rồi coi như xong cái phần chuẩn bị về footage rồi ha. Bây giờ chúng ta ngoằn vô làm sao để tracking được á. Thì đầu tiên mình sẽ sử dụng một cái app, một cái plugin ở bên ngoài, đó chính là Mocha. Thì các bạn có thể tải về, đương nhiên nó sẽ có cách để chúng ta xài miễn phí, cái đấy thì tự tìm hiểu nha. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái app đấy để tracking, lấy cái data của cái điện thoại ở đang nằm ở đâu trên cái màn hình nè. Bước 1 là chúng ta cần phải tracking cái điện thoại trước. Nói cho dễ hiểu là lấy cái thông tin coi thử cái điện thoại nó nằm ở cái vị trí nào trên cái màn hình của video. Đầu tiên là mang thẳng cái footage vào trong phần mềm After Effects. Các bạn có thấy mình nhập vai. Tiếp theo thì mình vào trong cái mục Effect, tìm cái plugin tên là Mocha Pro, sau đó các bạn kéo thẳng vô trong cái video luôn. Một cái lưu ý là ở cái khung review á, thì các bạn nhớ để là full nha, đừng có để half hay third thì lát chắc không nổi đâu. Tiếp á, là bạn bấm vào trong cái logo của cái Mocha để nó hiện ra cái khung workspace làm việc của Mocha. Trong đây á, nhiều trường hợp là các bạn có cái giao diện không giống mình, cho nên để về Classic cho nó chắc nha. Để bắt đầu tracking thì nên chọn một cái khung hình nào mà nó rõ nhất, đừng có chọn giống như cái frame chỗ này, nó hơi mờ. Thì do là hồi nãy mình di chuyển điện thoại rồi nó tạo ra motion blur ấy. Giờ chắc chỉ cần kéo kim thời gian ra kiếm cái chỗ nào nó rõ rõ như khúc này, ok nè. Để chọn được cái vùng mà mình cần track, tức là cái điện thoại đó, thì chúng ta sẽ bấm vào trong cái công cụ này, rồi sau đó các bạn chọn đúng 4 điểm quanh cái điện thoại. Ở cái điểm thứ tư, sau khi mà các bạn chọn rồi á, thì chỉ cần click chuột phải thì nó sẽ tự nối điểm tư về cái điểm thứ nhất. Tạo xong cái đường thì mấy cái góc nó chưa có bo sát với lại cái viền của cái điện thoại, thì các bạn điều chỉnh mỗi thằng một tí cho nó khít là ok. Chỗ này quan trọng nè, là nhớ tích vào trong cái ô là Perspective. Cái option này nó sẽ rất là hữu ích khi mà chúng ta cầm cái điện thoại mà nghiêng lên nghiêng xuống, qua trái qua phải này nọ đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tracking từ cái frame hiện tại cho đến hết tất cả những frame ở phía sau. Thì chúng ta sẽ có hai nút. Một cái nút là dùng để track từng frame, là trong những cái trường hợp footage nó quá phức tạp thì các bạn vừa track vừa sửa. Còn cái footage của mình á, thì nó chắc chắn là ngon rồi, cho nên chỉ cần bấm vào nút play là nó auto chạy từ cái vị trí hiện tại về sau luôn, chỉ cần đợi xíu à. Chưa xong nha, chúng ta còn một cái dòng đỏ lè ở phía trước chỗ cái timeline kìa, thấy không? Đưa cái timeline về ngay cái vị trí bắt đầu hồi nãy, sau đó bấm vào cái nút cho nó track ngược lại ở phía trước là ok. Sau khi mà track xong, các bạn có thể bấm nút play này để review. À, nhìn cẩn thận cái nút play với cái nút track nó khác nhau nha, cho kỹ nha. Lúc hả bấm nhầm hả kêu em chạy không được. Bước thứ hai, track xong rồi thì chúng ta sẽ ướm thử coi cái tấm hình nó có vừa không, rồi mình căng chỉnh sao mà ok là lát nữa mình thế hình vô là lụm. Rồi trước khi mà thế cái hình để xem thử vô thì mình phải tạo cho nó cái khung. Thì các bạn bấm vào trong cái icon chữ S này nè. Rồi bây giờ thấy ở trong cái review không? Đó, chúng ta có một cái khung màu xanh ở đây và chúng ta sẽ thế cái hình vào trong cái vị trí này. Rồi xuống dưới ở các bạn có thấy cái panel của insert không?
bấm vào bên trong nó rồi chọn cái ô là Insert Clip á. Trong đây option ban đầu là None thì các bạn chuyển thành là Import nha. Nó sẽ hiện ra cho bạn một cái panel, thì bạn chỉ cần bấm vào trong cái ô Choose rồi chọn một cái tấm hình mà các bạn muốn để review lên trên các màn hình điện thoại. Lưu ý nho nhỏ ở đây thì cái tấm hình này nó nên có cái tỷ lệ bằng với lại cái video của các bạn. Có thể là xuất một cái tấm hình từ trong cái video mà các bạn cần tracking vào cũng được. Sau đấy thì ta scale làm sao để cho nó full màn hình với lại cái điện thoại. Nhấn giữ cái nút Shift để khi mà scale thì nó sẽ đồng đều hai cái cạnh. Nhớ là ở khúc review này các bạn coi ra sao thì lát nữa lúc mà render nó sẽ tựa tựa như vậy. Cho nên ở đây mình sẽ cố gắng kéo cái hình con mèo này bự bự hơn so với cái điện thoại một tí. Xong cái đoạn vừa rồi thì các bạn có thể bấm nút play để coi cái phần review. Nếu mà nó có vấn đề gì đó thì mình có thể nắm mấy cái góc á để mình điều chỉnh lại cái tấm hình cho nó phù hợp. Bây giờ mình đặt tên lại cho cái layer này, rồi sau đó chúng ta sẽ lưu lại cái mocha, rồi các bạn bấm tắt đi. Tính ra cũng dễ, chỉ là một vài bước cơ bản thôi. Vậy mà mình vẫn giải thích để cho các bạn dễ hiểu nhất có thể. Nên ngay lập tức like và subscribe cho channel của HD. Năm mới các bạn sẽ có người yêu. Giá trời là được chứ không tụi nó đập không chứ. Ở bên ngoài After Effects thì các bạn kéo cái video mà chúng ta cần tracking vào trong cái timeline. Ở đây thì mình chọn là John Chick. Các bạn cần phải recomp cái layer này lại. Nhớ là chọn vào đúng hai cái option giống như mình đang để trên màn hình á. Đặt nhẹ cho cái tên của layer này là Replace. Tại vì sau này lỡ khách hàng mà có sáng nắng chịu mưa á, thì chúng ta chỉ cần thay thế cái video này là ok. Sau đấy bấm vào bên trong cái comp, điều chỉnh lại kích thước video sao cho nó khít với lại cái độ phân giải hiện tại. Rồi trở ra ngoài cái comp tổng, tạm thời tách cái layer Replace đi cái đã. Vô trong cái Effect Control của cái clip gốc nè, các bạn thấy cái dòng Tracking Data của Mocha không? Bấm vô cái ô Create Track Data, nó sẽ hiện ra cho chúng ta một cái layer Phone Track, là cái layer hồi nãy chúng ta dùng để track cái điện thoại á. Nó có cái data về cái vị trí di chuyển của điện thoại ở trong đấy. Tiếp theo đổi cái Export Option thành cái Corner Bin, nhưng mà có thêm cái dòng là hỗ trợ Motion Blur. Còn cái dòng Export To là chúng ta sẽ xuất cái dữ liệu vào trong một cái layer mà cái layer đó lát nữa sẽ dùng để thay thế cho cái màn hình điện thoại. Chọn xong rồi thì các bạn bấm vào Apply Export, sau đó bật cái layer Replay lên để xem thử. Bây giờ thì các bạn đã thấy cái tấm hình nó đã nằm trên cái điện thoại của chúng ta rồi. Các bạn xem review coi nó đã ổn chưa? Khá là ngon đấy chứ. Như đã giải thích thì cái bước vừa rồi nó chỉ là ướm thôi. Còn bây giờ chúng ta mới mang cái video thiệt vô nè. Thì đây là cái layer điện thoại đúng không? Còn đây là cái layer hình ảnh chúng ta vừa mang vào. Thì nó đang nằm ở trên. Ok. Rồi hiện tại là layer điện thoại đang bị trống ở bên trong, mà mình đè cái hình lên á thì nó rất là dễ bị tràn, nó lấn ra khỏi cái điện thoại, cho nên mình chỉ cần dời cái hình này ra phía sau điện thoại là ok. Như mình đã nói là các bạn cần phải đưa cái layer hình ảnh ra phía sau cái điện thoại, thì đương nhiên chỉ cần kéo cái layer preplay xuống nằm phía dưới clip gốc, rồi vào trong một effect tìm cái effect tên là Keyline, nó có sẵn ở trong After Effects luôn á. Kéo cái hiệu ứng Keyline này vào là để xóa đi cái phần phông xanh. Sau khi xóa phông xanh xong thì nó sẽ lòi ra cái layer nằm ở phía sau là cái layer điện thoại đó. Thì chỉ cần các bạn bấm vào trong Screen Color, các bạn chọn đúng cái màu mà chúng ta cần xóa là màu xanh. Ây da, hình như có vấn đề là còn 4 cái chấm ở 4 cái góc của cái điện thoại kìa. Xời, nhưng mà cái này dễ lắm. Các bạn chỉ cần đưa cái chế độ View về là Screen Mesh, rồi điều chỉnh mấy cái thông số như Clip Back nè, Clip Wide. Nếu mà ai không hiểu khúc này thì đơn giản á, vùng đen là vùng đang được xóa đi, còn vùng trắng là vùng được giữ lại. Mình chỉ đang sử dụng cái thông số để đen nó ra đen, trắng ra trắng thôi. Xong rồi á thì các bạn đưa cái chế độ VMode về lại cái option này cho mình. Rồi đấy, lẫm liền, các bạn thấy cái hình ở trong cái điện thoại nó cũng mịn không? À, ngoài cái Keyline ra thì các bạn cũng có thể sử dụng một effect khác để xóa phông xanh cũng ngon không kém, là cái BCC Brightness Studio của cái bộ Boris. Cái này là plugin bên ngoài, các bạn có thể cài thêm mà add vô cái là xong, mà không có cần phải điều chỉnh gì nhiều giống như là Keyline. Rồi, track xong rồi, nhìn trông nó như thiệt vậy, chỉ có điều là nó hơi đẹp quá thôi. Do cái anh KOL ở trong video này hướng dẫn rất là tỉ mỉ, rất là nhiệt tình luôn. Các bạn coi kìa. Quá trời năng lượng mà sự đẹp trai luôn. Dù em mà coi rồi không like không sắp chứ đâu. À mà khoan, tính ra video này thì mình định làm vui vui, nhưng mà vui vui thì cũng cần có cái này cái kia. Cho nên là quả đây đang có khóa học về biên tập Premiere nè, biên tập về cáp cách PC nè. Thì các bạn nếu mà có nhu cầu học chuyên nghiệp hơn thì hãy đăng ký ở cái phần link mô tả ở phía dưới. Và hiện tại khóa học Premiere là mình vừa mới update mới để cho các bạn
dễ hiểu hơn, tức là hệ thống lại kiến thức để cho ai mà mới vô học là từ cơ bản tới nâng cao lụm. Như vậy là đôi ta đã hoàn thành được cái hiệu ứng này. Thì nói chung cái hiệu ứng này nó cũng chỉ là ở mức cơ bản thôi, nhưng mà mình cũng muốn làm để cho mai mốt ai mà hỏi muốn tracking, muốn thế, rồi muốn zoom zoom, rồi chuyển cảnh qua điện thoại thì có thể nhớ lại cái tip này để chúng ta có thể làm ra nhiều cái biến thể hơn. Tới đây thì cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem đến cuối video này. Hy vọng là những cái kiến thức hôm nay có thể giúp ích được cho cái gì đấy trong cái công việc tương lai của các bạn ha. YouTube thì nó sẽ ưu tiên những cái video nào nhiều like, cho nên là hy vọng các bạn ủng hộ. Chỉ một like thôi, sống bằng like, sống bằng tình cảm thôi đấy nha. Thiệt á. Còn thắc mắc gì á thì có thể comment ở dưới video hoặc là tham gia vào trong group tổ quà để đặt các cái câu hỏi, hoặc là up video vào trong luôn để hỏi thẳng luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn có một năm mới vui vẻ và thành công. Tết ta chúc lần nữa nha. Rồi bye bye.